anh vừa quay được như không một phần là anh lên rồi phải lên anh các bạn. Bạn thông cảm anh, tại vì mình quay clip ngắn cho nên mình chỉ không quay phút chạy các bạn. Giờ về mình sẽ quay đây rồi. Mình giờ xã quà của mình chuẩn bị cái gì ha, rồi quay đi. Tắt đi. Chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay Tên Tu Actually sẽ ăn mì tôm nha các bạn. Tại giờ mùa Covid này khó khăn quá, giờ Tên Tu sẽ hồi sáng đi chạy tôm, nó được như tôm các bạn. Sáng mình quay nhưng mình không quay cảnh chạy, mình chỉ quay cảnh đi thôi. Các bạn thông cảm nha. Mì tôm với cà rốt, cải xào mình làm sẵn hết rồi các bạn. Mì tôm mình cũng luộc sẵn rồi. Hôm nay nguyên tem của chú Ashley sẽ ăn mì tôm xào, tao cảm. Và thấy không? Và giờ mình chuẩn bị lại này. Đây mình vừa làm hoàn thiện xong một mâm mì tôm xào thập cẩm các bạn. Các bạn nhìn. Đây là mâm mì tôm mình vừa làm xong mình. Hôm nay là nhóm Sulu Actually and Sulu TV ăn mì xào các bạn rồi, các bạn con ăn đi. Các bé là đang ăn các bạn. Ngon tụi con? Ngon. Mời cô chú và cô chú anh chị cùng ăn đi. Mời cô chú anh chị ăn. Rồi tụi con ăn đi con. Rồi các con cũng đi cho đi. Hôm nay các bé ăn giờ một quýt mình kiếm cái nào phóng cải mình ăn các bạn. Vô một hai ba đếm mỗi ba cậu đếm mà. Ăn được không tụi con? Được. Các bé mà ăn thấy ngon các bạn. Anh coi ăn ngốn rồi các bạn. Ngon anh coi. Ngon quá. Buổi chiều cảnh ở quanh mặt bằng chiều rất mát, hôm nay trời chuyển mưa cho nên mình biết bé dọn ra ngoài cầu ngồi ăn. Rồi con vô cái nữa rồi. Bé giờ đang nhìn ăn các bạn. Bé Su ơi, ngon không con? Mời các chú anh chị ăn đi con. Nó lớn lên. Bé ăn gần xong hết mâm luôn rồi các bạn. Ngon không các con? Ngon.
con no chưa? Dạ. Vậy mấy mốt có ăn nữa không? Vậy mốt mình đổi mì tôm khác ăn. Dạ. Để con ăn đi. Rồi. Ý con tôm buổi sáng nó kẹp mình à. Thôi giờ mình phải ăn được. Thầy đang ăn nó quay dĩ quay clip ngắn thôi các bạn. Mình xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Chào cô chú chị đấy con. Chào các bạn. Thôi bye bye. Bye. Thôi chào các bạn nha, mình cúp video đây, mình chỉ quay video cho.